Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Các anh chị và các bạn biết đấy, thì trong những cái ngày qua là mình mới vừa trải qua một cái dịp Tết Nguyên Đán rất là khá dài, tầm khoảng là hơn 10 ngày. Thì mình cũng giống như mọi người á, cứ ở nhà cũng có một cái nồi là thịt kho hộp vịt, rồi củ kiệu, dưa món, bánh chưng, bánh tét, rồi gà. Thì có nghĩa là lúc nào cũng vậy, cứ ăn mấy cái món đó hoài, đi ngay cả đi thăm viếng qua những nhà người bạn cũng nào là cũng thịt kho hộp vịt, rồi gà quay, gà luộc gì đủ thứ hết á, mà mình cứ ăn riết những cái món đó mình cảm giác là nó hơi ngán. Do đó là hồi sáng này thì khi Nga đi chợ thì Nga mới nghĩ sinh ra được một món, đó là Nga mua một cái con cá lóc. Thì Nga mới dùng cái con cá lóc đó, Nga tận dụng Nga chế biến được ra hai món. Đó là một món là canh chua cá lóc, Nga sẽ dùng cái đầu và cái đuôi để làm món canh chua, và đặc biệt cái mình thì Nga sẽ dùng nó để kho tộ. Và Nga sẽ tiến hành là nấu trước tiên là món canh chua cá lóc và cá lóc kho tộ luôn, và Nga sẽ tiến hành làm từng món trước. Và khi Nga làm á, thì Nga làm thì khi mà giống như trong quá trình mình thì mình đi mua đó, mình mới cảm nhận ủa canh chua cá lóc rồi là mình có thể mình ăn được cơm sáng, buổi chiều á, thì mình ăn được cá lóc kho tộ, mà cá lóc kho tộ thì buổi chiều mình ăn như thế thì đâu có đủ. Do đó mình mới nghĩ là mình sẽ đi ra mình mua thêm một cái nữa là canh khoai mỡ. Tại vì sao? Cơm mình ăn với canh khoai mỡ, ăn với cá lóc kho tộ, thật là tuyệt luôn. Và đặc biệt là nếu như những cái vùng mà lạnh lạnh mát mát á, thì mình sẽ ăn canh chua cá lóc ha, một buổi ha, còn buổi còn lại mình sẽ ăn được cá lóc kho tộ với lại canh khoai mỡ, nó thật là tuyệt làm sao á. Nói đến là mình cảm giác là mình thèm. Bây giờ thì Nga sẽ bắt đầu tiến hành làm những món đó. Trước tiên hết thì Nga sẽ làm món là cá lóc kho tộ trước. Xin mời các anh chị và các bạn cùng bắt đầu xem quy trình Nga làm. Và trong quá trình mà Nga làm, mà các anh chị xem mà có cái gì mà thấy nó không được ok good thì các anh chị có thể là comment vô cho Nga. Nếu anh chị thấy ok mọi việc thì anh chị có thể là đăng ký vô cái kênh của mình. Mình sẽ có những cái đoạn video clip và có những cái món ăn sắp tới mình sẽ được nấu, và mong các anh chị cùng thưởng thức. Và nếu như có cái gì mà cần góp ý thì các anh chị có thể góp ý cho Nga. Rồi, xin cảm ơn các anh chị. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành làm. Hôm nay thì Nga sẽ làm một món đặc biệt, đó là món cá kho tộ, đặc biệt là món cá lóc kho tộ. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một con cá lóc mua ở ngoài chợ. Rồi xong, kế tiếp mình sẽ có đến là ớt ha. Kế tiếp nữa là mình sẽ có hành. Đây là những nguyên liệu vật liệu thô ban đầu. Ngoài ra còn phải, tất nhiên là khi mà cá lóc kho tộ thì tất nhiên phải bỏ vô cái thố hoặc là cái tô, và mình sẽ có thêm đường, muối, mắm, bột ngọt này kia vô trong cái thành phần cá. Và bây giờ mình sẽ đi mần con cá này ra và cắt nó thành từng khoanh. Rồi, mà ngoài ra cái con cá lóc này thì mình tận dụng được hai món. Thứ nhất là mình lấy cái phần mình sẽ làm cá lóc kho tộ, còn phần đầu phần tui mình sẽ nấu canh chua. Thế là mình được hai món. Rồi bây giờ mình bắt đầu. Bây giờ mình sẽ xử lý hành. Mình lấy hành cắt ra khúc, lấy gốc. Ây da da. Mình sẽ băm nó nhuyễn ra, băm nhuyễn ra. Rồi, để qua một bên, bỏ vô dĩa. Rồi, kế tiếp lấy ớt sắc nhuyễn ra, băm nhuyễn luôn.
phải hai trái thôi. Còn muốn ăn cay nữa thì bỏ thêm. Sẽ lấy muỗng để thử nó vô chứ không hầu là cà chết mồ. Rồi củ hành luôn, củ hành luôn, lấy một tép thôi. Rồi hành lá, rồi mình cắt ra sẵn trước luôn, lát hồi chín mình sẽ rắc lên xào khi kho cá chín này. Rồi, và đây những thành phần mình sẽ chuẩn bị xong trước. Rồi, bây giờ đến phiên cá. Rồi, bây giờ cá thì mình sẽ sắc khoanh nó ra. Và nhớ rửa là lấy máu trong con cá ra cho sạch chứ không nó tanh. Rồi mình cắt khoanh vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa. Rồi bây giờ mình sẽ lọc nước màu và một chút dầu. Chờ cho cháo nóng một chút xíu. Mình sẽ cho khoảng một chút xíu đường, khoảng một muỗng cà phê. Chờ nó nóng. Đường tan ra, chảo dầu nóng lên thì nó đổi màu. Nước màu này nó rất là ra màu rất là đẹp. Bây giờ mình chờ cho nó đổi mang màu nâu nha. Chờ một chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ cho một chút nước vô. Rồi vào. Tính xem một chút xíu không thôi là bị trúng. Rồi cho nước vô. Cẩn thận khéo bị phỏng. Rồi đây là đã khuấy xong nước màu. Cá sau khi rửa sạch xong và nước màu đã thắng xong, bây giờ mình sẽ chế nước màu vô trong con cá, cái tô cá ha mà mình trộn. Rồi
cho nó có màu đẹp. Rồi kế tiếp mình sẽ bỏ ớt hành vô. Rồi bỏ một muỗng đường vô, hai muỗng thôi, mình bỏ một muỗng đường thôi. Rồi cho một chi xíu bột ngọt. Rồi một muỗng tiêu, cho một muỗng tiêu vô. Rồi nước mắm, cho 3 muỗng nước mắm. 1 2 3. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên cho thấm. Cho cá nó thấm đều ấy, lắc phải cho nó màu. Và nếu như mà mình muốn mà để cho cá ngon thì mình phải để khoảng chừng nửa tiếng sau rồi mình mới kho, thì cá nó sẽ thấm và ngon. Còn nếu mà muốn mà ăn liền thì mình không, trong quá trình kho không cần bỏ nước mắm, không cần bỏ nước mà mình chỉ để vậy thôi. Còn mà muốn mà cho sắc ngon hơn chút nữa thì mình sẽ bỏ chút nước. Rồi bây giờ để cho thấm. Rồi bây giờ người ta sẽ bỏ vào, sắp vào cái thố nha. Còn ở nhà mà mình có cái tô á, cái tô mà kho tổ á, thì mình bỏ vô tô đá, còn có thì mình bỏ vô thố. Rồi bây giờ mình sẽ sắp vô thố và để chờ một chút xíu, khoảng nửa tiếng sau ngày mới kho. Món cá lóc ăn thêm với canh khoai mỡ nữa là ok. Cá lóc kho tiêu. Chế cái hỗn hợp này vô. Rồi thế là xong. Mình sẽ chờ đó khoảng chừng nửa tiếng sau. Mình sẽ kho, lắc lên bếp kho ha. Sau khi mà mình đã ướp cá xong và mình để cá cho khoảng trong vòng 30 phút. Và bây giờ mình sẽ đến công đoạn là bắt cá lên bếp kho và mình để lửa riu riu cho cái nước mắm nó sắc và nó thấm vô trong cá. Là có thể là mình sẽ tắt bếp và bây giờ mình sẽ đi kho cá. Rồi. Và đây bắt đầu Nga bắt bếp, Nga bật lửa lên. Rồi bây giờ mình bắt cá lên trên bếp. Mở lửa vừa phải thôi. Chờ cho cá nó sôi. Chờ tí xíu cá nó nước sôi lên, bắt đầu mình hơi hơi chín cái mặt kia, mình sẽ chở con cá lại, chở mấy cái thứ cá lại. Cái con cá này là vừa vừa, không lớn quá cũng không bé quá, cắt ra được 2, 4, 6, 7 khứa. Còn cái đầu và cái đuôi thì mình sẽ nấu canh chua.
sôi sôi. Mình sẽ chở nhẹ nó qua cho nó thấm đều. Cho cá sôi. Sau khi mình chở cá một lần rồi á, rồi bây giờ mình sẽ để nó nằm yên và cho nó sôi cạn xuống ha. Và mình cho nó sôi rồi nước này nó sẽ sắc xuống, cạn xuống, rồi mà mình để rửa riu riu thôi, vừa thôi để cho cá sắc xuống. Này chắc trong tầm khoảng, với lượng nước này chắc trong tầm khoảng cỡ 5 phút là nó cạn. Ôi, mùi bốc lên thơm quá. Cá kho này ăn với món canh khoai mỡ là đã nhất. Vào trời lạnh lạnh là ăn cá kho với canh khoai mỡ. Trong quá trình kho cá mà khi đó mình nhớ là mình khi mà nước nó hơi sắc sắc chút xíu á, thì mình nhớ nếm lại một chút xíu, nếu như có lạc quá thì mình cho chút xíu nước mắm, còn nếu mà có bị thiếu ngọt thì mình cho chút xíu đường, và gần đến chót á, thì mình sẽ cho một chút xíu dầu ăn vô để nó tạo cái độ bóng cho cái miếng cá. Và cái kho cá này mất thời lượng của mình là tầm khoảng chừng 20 phút là mình đã có được cái món cá, cộng thêm hồi nãy mình cho là khoảng 30 phút mà mình trong quá trình miếng cá này nó thấm vô trong nước mắm, thấm vô cá thì cỡ tầm 30 phút. Vậy nếu mà tổng cộng hết cái quá trình mà kho cá này cỡ chừng khoảng cho là 1 tiếng. Thì trong quá trình 1 tiếng chờ cá thấm thì có thể làm những món khác, không phải tốn tiền thời gian, mình có thể mình chuẩn bị canh khoai mỡ ha. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cá nó cạn đi. Và bây giờ mình sẽ cho hành vào. Và mình dặn lửa nhỏ xuống. Và mình tắt lửa luôn ha. Như thế là mình được món cá kho. Và lát hồi mình sẽ rắc tiêu vô nữa. Nếu như mình muốn có mùi thơm thì mình sẽ rắc miếng tiêu vô. Và cũng có nhiều nơi người ta sẽ có thể ta phi miếng tỏi ở phía ngoài rồi người ta chế vô trong quá trình này luôn. Mình cũng có thể mình phi tỏi tùy mình ha. Rồi thế là mình đã có được một món cá kho tổ. Ăn trong trời lạnh là sướng nhất và trời mưa. Rồi mọi người nấu thêm một cái nồi cơm nóng, một nồi canh khoai mỡ nữa. Dùng với cái món này, kế bên có thêm dĩa rau luộc nữa. Rau muống luộc hoặc là rau luộc là ăn ok luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt xuống. Và đây là hình ảnh của món cá kho tộ. Sau khi mất tầm khoảng 1 tiếng là mình sẽ cho ra được một thố cá kho tộ như thế này. Mà những cái thố đất này thì mình có thể mua trong siêu thị, ở ngoài chợ cũng có bán. Còn như Nga biết, hôm trước Nga đi qua bên Mỹ thì mình có thể mình vô những cái siêu thị của Việt Nam hoặc là siêu thị của Hàn Quốc thì họ có bán những cái thố này. Mình mua về mình dùng để kho, còn không thôi thì mình sẽ dùng dạng tô đá. Còn nếu như mà mình không có tô đá thì mình phải buộc phải không có tô đá mà cũng không thố này thì buộc phải kho trong nồi thôi.
và dùng cái nồi nhỏ nhỏ thì nó sẽ đủ cái lượng, hoặc là kho trong chảo thì cái lượng đó nó dâng nước, nó sấp vô trong cái miếng cá thì nó sẽ tạo độ ngon cho cá. Rồi bây giờ mọi người có thể dùng bữa.